Vi nè. Sao anh? Tình hình bác gái đã khỏe rồi, mà việc chăm sóc bác còn kéo dài. Nếu ba người chúng ta đây cùng chăm sóc như vậy thì không đủ sức đâu. Hay là anh trực buổi tối, em với bác trực ban ngày, em thấy sao? Anh Quang nói đúng đó bà. Hai ba con mình phải chăm sóc má dài ngày, mình phải giữ gìn sức khỏe, lỡ mà đổ bệnh thì ai chăm má? Nhưng mà cái Quang trực ban đêm vậy thì ban ngày làm sao con có sức đi làm việc hả con? Không sao đâu bác, công việc của con á làm ở đâu cũng được mà, chỉ cần có máy tính á con làm ở ngoài hành lang tới sáng cũng được nữa. Với lại con cũng đã xin với sếp con rồi cho con được làm tự do để có thời gian con đi tìm Linh. Con chịu cực nhọc như vậy là để lo cho con Linh đó hả? Con muốn có thời gian. Con nghĩ Linh về bác gái sẽ khỏe hơn. Con tốt quá. Con Linh có được một người bạn như con thật là đáng quý. Không sao đâu bác. Chịu rồi, bác với Vi đi về đi, ở đây để con lo cho. Con tính vậy cũng được, để bác tranh thủ về nhà chạy thêm vài cuốc xe ôm. Dạ. Con ở lại canh chừng nha. Cảm ơn anh nha. Dạ, con biết rồi. Dạ. Linh ơi, em đang ở đâu? Cảm ơn đâu, chuyện cần làm thì tôi làm thôi. Dạ đâu có được, ơn của chị em sẽ không bao giờ quên. Chị nể tình, uống em một ly nha. Thôi được rồi, để tôi uống thay cô ấy. Vui à? Em thấy nhức đầu, mình đi về sớm nha. Được rồi, để anh đưa em về. Hai người cứ ngồi đây chơi đi, để tôi đưa cô ấy về trước. Ngồi chơi chút nữa đi anh. À, tôi quên nữa, cậu cầm lấy một chút nữa thay tôi, mời cô Loan nha. Tôi đi trước. Dạ. Dạ. Dạ chào anh chị. Chào anh. Dạ. Tôi về trước nha.
mới gặp ai vậy? Em thấy cái người hồi nãy á, trông rất là quen. Không biết em gặp ở đâu rồi á, mà em không nhớ ra. Thôi, mình ra chơi chút xíu rồi vậy. Ủa, Tuấn. Ngồi đi em. Sao, em để anh lâu chưa? Thì cũng mới vô à. Kêu sẵn rượu rồi đó hả? Cũng mới tới à. Cảm ơn em. Mời anh. Mời em. Vô. Thôi mình vô. Dạ mời. Kêu. Dạ. Tụi mình ra ngoài nhảy nha. Ok chị. Dạ. Uống với tôi một ly nha. Ok. Vô. Vô. Tôi nghe Loan nói là anh muốn chơi. Anh là anh lớn hả? Không, nhưng tôi đủ thẩm quyền để cấp account cho anh. Anh muốn chơi bao nhiêu? Em có mấy thằng bạn cũng muốn chơi. Không biết anh có thể cấp cho em vài trăm được không? Vài tỷ hay vài chục tỷ cũng không thành vấn đề. Có điều giao dịch nào cũng cần phải được đảm bảo bằng tài sản. Anh có những gì? Trước giờ em làm ăn rất là đàng hoàng, anh yên tâm đi. Tôi thì nghe người ta nói anh trốn rất kỹ khi bị đòi nợ. Chỉ có mấy đứa con gái á là bị lãnh đủ. Phế và Lai á bên tôi cao ngất, trả sòng phẳng. Nhưng nếu không có thế chấp thì quên đi. Dạ. Anh sẽ nhảy với em. Dạ. Em ra nhảy đi. Em với anh ta làm cho ai vậy? Thật hả? Ừ. Đủ để tin chưa? Hèn chi, đi đâu cũng nghe nói. Anh biết tội của anh rồi chứ? Dạ, tôi biết tội rồi. Anh sẽ được khoan hồng nếu... nếu anh chấp nhận hợp tác với chúng tôi. Tôi hợp tác với các anh hả? Phải. Công việc của anh rất đơn giản. Theo sát Quang và đừng để cậu ta làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu ta và cô Linh. Anh biết rõ cô Linh và anh cũng là thân cận của Thạch Long. Anh nắm rõ mọi kế hoạch của Thạch Long. Ngược lại, anh cũng khá thân cận với cậu Quang. Anh có thể đứng giữa để ngăn chặn kịp thời những gì có thể ảnh hưởng đến an nguy của cậu Quang và cô Linh. Dạ, tôi hiểu rồi. Dạ. Mời anh. Tôi chào anh, xin phép tôi đi. Thank you.
quan. Cà phê không? Được. Không ngủ được hả? Ừ, khó ngủ. Cũng may là anh chịu gặp tôi để nói chuyện, chứ nếu không tôi cũng không biết đi đâu giờ này. Tôi cũng có ngủ được đâu. Con vô nói chuyện vui, đêm đỡ dài hơn. Đêm dài. À, tình hình bệnh tật của mẹ bạn anh sao rồi? Bác ấy bị tim, lo lắng quá sức không ăn uống gì, cho nên chắc chờ mai mốt hồi phục lại mới mổ tim được. Tôi định sắp tới tôi sẽ rửa thêm một số hình của Linh, dành đi phát giùm tôi. Được. Ừ. Đánh cờ không? Ừ. Chơi. Chờ tôi xuống căng tin nha, kiếm một cờ lên để ngồi cho nó qua đêm. Ừ. Chờ chút nghe. Chờ tôi nghe. Chiếu tướng. Thua. Trời sáng rồi. Anh đánh cũng hay quá chứ. Ê, đừng an ủi kiểu đó chứ. Tôi thua suốt mà. Nhưng mà chắc chắn lần sau sẽ phục thù. Chắc chắn rồi. Lát nữa tới Vi, em gái của bạn tôi vô trực á, tôi mời anh ăn sáng nghe. Ờ, à, thôi, để bữa khác đi. Hôm nay tôi phải về, chuẩn bị làm mâm cơm. Hôm nay dỗ ông già tôi. À, à, chưa anh rảnh không? Ghé qua nhà tôi chơi. Được, chưa tôi ghé nghe. Ờ, à, vậy thì tôi đi trước à? Ừ. Bye nha. Ủa má, chừng má đâu, má để con làm cho. Long, con đi đâu mà cả đêm không về vậy? Dạ con có người bạn, má của cậu ta bệnh cho nên con phải ở bệnh viện. Anh Long. Ủa, em tới hồi nào vậy? Dạ. Con bé nó tới hồi sáng. Tội nghiệp, nó thấy cái chân má đau nên nó qua nó đi chợ giùm. Má chưa có thấy ai mà chu đáo, kỹ tính như nó vậy á. À, để anh làm cho. Dạ. Vậy để em xuống dưới nấu mấy món đồ cúng nha. À,
để anh xuống phụ em nha. Anh cũng biết là bếp đó hả? Ờ không, ờ nhưng mà em sai gì anh làm nấy. Thôi được rồi, anh ngồi chơi đi. Ờ nhưng mà anh muốn. Được rồi, vậy anh ngồi đợi em một chút, em có việc làm cho anh đây. Đây, việc của anh đây, anh phụ em lặt rau nha. Cái này thì anh biết làm. Chào chị. Dạ chào chị. Ủa anh quen đâu rồi ta? Mời người nhà của Lê Tí Em ạ. Mời người nhà của Lê Tí Em. Dạ có. Ma Rang khỏe mạnh nha ma. Con nhất định sẽ cố gắng là một đứa con ngoan của má. Ủa Vi, em tới rồi hả? Ủa, nãy giờ anh đi đâu vậy? Em tới mà không thấy anh. Anh đốc viện phí với làm thủ tục bác sĩ yêu cầu. Còn đây là một số giấy tờ bệnh viện yêu cầu người nhà cung cấp. Em có thiếu gì á, em ghi vô đi nha. Ừ. Cảm ơn chị nha. Không có gì đâu em. Thôi, chị có việc, chị đi trước nha. Dạ, chào chị. Ừ. Nè, em có mua bánh nước với lại cà phê. Anh ngồi ghế ăn đi. Cảm ơn em. Tối qua anh có nghỉ ngơi được chút nào không? Không. Tối hôm qua anh có một bạn kêu khó ngủ, nên vô đây đánh cờ với anh tới sáng luôn đó. Vậy á hả? Rồi thắng hay thua? Tất nhiên là anh thắng rồi. Anh Quang nè. Ừ. Anh cho em gửi lại số tiền đóng viện phí nha. Em cảm ơn anh. Thôi em cất đi, cất lại cho bác đi. Anh mà không nhận á là tối nay em không cho anh canh má đâu nha. Anh muốn chia sẻ gánh nặng này với gia đình của em, cũng như là tấm lòng của anh đối với gia đình. Em nhận đi mà lo cho bác gái. Em thay má nhận tấm lòng của anh. Em xin nhận, nhưng khi nào khó khăn em sẽ nhờ anh. Còn bây giờ chị Linh đã gửi vô 100 triệu lo cho má, nên giờ không phải lo nữa. Anh cứ nhận tiền đi. Ừ. Có cần gì á cứ gọi cho anh nghe. Ừ, dạ. Mời người nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Thêm ạ. Dạ có em. Má em sao rồi chị? Ừ, bác Thêm tỉnh rồi. Bây giờ người nhà vào thăm bác chút xíu rồi ra nha. Nhưng mà hiện tại thì bệnh nhân phải ở lại đây một thời gian để mà theo dõi thêm. Khi nào mà bệnh tình ổn định á thì sẽ đưa về phòng bệnh sau. Dạ em cảm ơn chị. Không có gì. Anh Quang ơi, má em tỉnh rồi. Đi trong thăm bác đi. Dạ. Má. Má. Bác thay đổi chút nào chưa bác? Bác khỏe nhiều rồi.
Vi à, đừng có khóc nữa. Bác khỏe nhiều rồi mà con. Phải đó. Nín đi con, đừng có, em đừng khóc, có khóc nữa. Bác thấy sẽ buồn hơn đó. Con ơi, con Linh sao rồi con? Má, anh Quang sẽ tìm được chị Linh thôi mà má. Má đừng có lo nữa nha má. Chị hai đi chán thì sẽ về thôi. Mời người nhà ra ngoài để cho bác nghỉ. Thôi con đi nha má. Lát nữa ba vô với má nha má. Nín đi con, má khỏe nhiều rồi. Không sao đâu. Xin mời người nhà ra ngoài à. Tôi biết rồi. Mình ra ngoài đi em. Con đi nghe bác. Bác thấy trong người sao rồi? Đỡ nhiều rồi. Nghỉ xíu đi anh, trưa rồi. 11 giờ rưỡi rồi hả? Mình phải tranh thủ ghé qua nhà Thổ Long thắp nén nhang mới được. Đi ăn cơm luôn nha. Thôi, ông đi ăn đi, tôi bận việc rồi. Kệ ảnh đi anh ơi. Anh Quang á, lúc nào cũng có lý do để tách rời tập thể đó. Đợi đến tổng kết cuối năm á, mình xúm lại, phá cho ảnh chết luôn. Nè, em đừng chọc anh. Anh có việc bận nên phải đi. Thôi, chờ tổng kết cuối năm, mình nhậu một bữa nha. Anh hứa nha. Ừ, đi trước nghe. Bye. Dạ chào chị. Chị Linh. Em ngồi xuống đây đi. Ủa, Thổ Long đâu? Sao không thấy nó có mặt vậy? Hôm nay là đám giỗ ba anh ấy. Anh ấy xin phép về nhà để lo đám. Vậy à? Vậy chút nữa mình qua bên đó thắp cho ba cô ấy một nén nhang. Dạ. Dạ. À, công việc anh giao cho em làm đến đâu rồi? Về mặt bằng để mở công ty địa ốc em đã làm xong. Em đang lên kế hoạch. Thời gian sắp tới sẽ mở một vài tiệm cầm đồ nữa. Tốt. Còn công việc của cô? Dạ, em đang móc nối với mấy ông đại gia làm ở lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. Mấy ông đó vừa có nhà máy sản xuất, vừa có trại nuôi heo. Mấy ông đó nhiều tiền lắm, nên rất là chịu đi chơi. Em nghĩ là nếu hồi đó mà chơi được đường dây của mình, một tháng chắc cả tỷ chứ không ít đâu anh. Cô làm tốt lắm. Làm tốt có thưởng không anh? Thật đại ca này, chưa bao giờ để cho anh em phải phiền lòng đâu. Đúng rồi đó, anh Long lúc nào cũng rộng rãi với anh em. Cô cứ làm cho tốt đi. Dạ. Còn việc tôi giao cho cậu làm đến đâu rồi? Báo cáo anh, thằng đó muốn ta mở room khoảng 1 tỷ. Nó đã cấm chiếc xe hơi rồi. Em đang bắt nó phải thế chấp thêm căn nhà của ông bà già nó nữa. Anh tính sao? Mở room cho nó đi, không sợ nó quỵt đâu. Rõ. Loan, vụ này dạ, tôi giao cho cô đó. Cô phải làm cho tốt, đừng để tôi thất vọng nha. Anh yên tâm, em không để cho anh thất vọng đâu. Ai chứ thằng Tuấn này em biết rõ lắm. Nó tuy là muốn mở room kinh doanh, nhưng mà cái máu ăn chơi của nó thấm tới tận xương tỷ rồi anh ơi. Làm thì ít, chơi thì nhiều. Em đảm bảo với anh trong vòng vài tháng thôi thì nó nướng sạch tài sản của ông bà già nó. Lần này công ty địa ốc của em lại có việc làm rồi. Nhưng nhà của ba mẹ thằng đó, mình đâu có đủ tư cách pháp lý để lấy hả anh? Vậy thì tại sao Tư Thẹo lấy được nhà của ba má em? Anh cũng làm giống hắn sao? Chính em nói là việc thu lợi nhuận từ siết nợ và cho vay nặng lãi cao gấp mấy chục lần việc làm banh mà. Nhưng em nói đó là Tư Thẹo chứ không phải chúng ta. Chị Linh ngây thơ quá. Thì công việc mà cái nào cũng như nhau thôi, đâu phải muốn là được đâu chị. Làm ăn cũng có nhiều cách để làm ăn, đâu nhất thiết phải làm ăn như vậy. Xiết nợ mà mình không làm như vậy, chẳng lẽ là mình đi năn nỉ người ta? Cô đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh tán gia bại sản bị đánh đập đâu mà cô hiểu? Sao chị biết làm chưa từng? Đâu phải chỉ có mình chị lại rơi vào hoàn cảnh bị xiết nhà đâu. Ủa mà anh thấy lạ lắm nha, lẽ ra chị phải căm thù thằng Tuấn nó dữ lắm chứ.
Sao chị lại binh vực nó? Tôi cũng đâu có binh vực nó. Tôi căm thù nó. Tôi muốn nó phải trả giá. Nhưng siết nợ, cách làm như vậy bất nhân lắm, tôi không làm được. Vậy chứ theo chị Linh thì bây giờ mình phải làm sao để đòi nợ? Tới lúc đó cho chị Linh đi đòi nha. Cô làm như vậy là bất nhân lắm, cô có biết không? Chẳng lẽ ý của chị là anh Thạch đi siết nợ như vậy, ảnh cũng là người bất nhân hả? Cô... Thôi đủ rồi. Hai người đi lo công việc của mình đi. Dạ em chào anh chị. Dạ tụi em đi. Em vẫn chưa biết mình đang đứng đâu phải không Linh? Tại sao anh lại hỏi em câu hỏi đó? Ý của anh là gì? Tôi nói cho em nghe rõ đi. Đã bước chân vô giới giang hồ rồi thì không có chỗ cho những lòng thanh cao, đạo đức giới dẫn của em. Lại càng không có chỗ cho lòng nhân từ và sự ngu ngốc của em. Em hiểu rõ rồi chứ? Ở đây chỉ có nắm đấm, không có chỗ cho lòng nhân từ. Tôi đã đổ biết bao nhiêu máu để có được cơ ngơi và địa vị như ngày hôm nay. Quyền lực và tiền bạc tôi có được cũng chính là do cái bản lĩnh dám đổ máu đó đó. Em phải hiểu rõ, một khi đã bước chân vô giang hồ thì phải theo luật của giang hồ. Nơi đây nhân đạo là tự sát, em có hiểu chưa? Dạ em hiểu. Đại ca. Chuyện gì? Nói đi. Dạ báo cáo anh, má của chị Linh đang nằm ở phòng cấp cứu. Mày có biết bà ấy bị sao không? Dạ bác sĩ nói bà ấy bị bệnh tim, đang đợi sức khỏe ổn định để tiến hành mổ hay gì đó. Em chỉ biết vậy thôi. Còn chuyện gì nữa không? Dạ không. À có chuyện này nữa đại ca. Chuyện gì? Nói đi. Em tới bệnh viện, em thấy thằng Thổ Long nó đang ngồi đánh cờ với một thằng, mà thằng đó là người nhà của chị Linh. Mày nói sao? Thằng Thổ Long nó cũng tới bệnh viện à? Dạ. Nhưng mà đại ca cũng muốn xử nó không? Không. Mày nghe đây, mày tiếp tục theo dõi, đặc biệt là chú ý cái thằng Thổ Long cho tao, nghe chưa? Dạ em biết rồi. Anh Long ơi, anh Long. Chào. Tôi gửi đây của ba anh. Cảm ơn. Vô nhà chơi. Ngồi uống nước. Ủa anh hai. Ủa em đang làm gì đó Thảo? Dạ em phụ má anh Long làm mâm cơm. Thôi anh ngồi chơi nha, em đang lỡ tay á. Ừ. Dì Lê có nhà không? À má tôi đi với mấy bà dì lên chùa đốt nhang cho ba tôi. Ừ. Để tôi thắp nhang cho ba anh. Ngồi xuống uống nước. Ừ. Cảm ơn. Tình hình má bạn anh sao rồi? Sáng nay bác ấy tỉnh dậy rồi. Vậy thì tốt rồi. Làm gì anh thở dài? Anh biết khi tỉnh dậy bác hỏi tôi câu gì đầu tiên không? Câu gì? Bác hỏi tôi có tin gì của Linh chưa? Tôi chỉ im lặng, bởi vì tôi không biết trả lời làm sao.
Tôi có chuyện này muốn nói với anh. Cô ở nhà không? Ờ. Ai vậy? Ờ, chắc mình tạm chia tay ở đây. Tôi phải tiếp khách đặc biệt này. Ờ. Dạ. Chào anh Thành. Sao? Không quan ngân tôi sao? Ờ. Dạ, dạ không. Em bất ngờ, em không nghĩ anh đến nhà em. Ờ, mời anh ngồi. Ai đây? Ờ, đây là cậu bạn hàng xóm. Cậu qua đốt nhang cho ba em. Chào anh. Vậy à? Thôi, để tôi qua đốt nhang cho ba cậu. À, anh về nha. Bữa khác mình gặp lại. Ừ, vậy tôi về. Thảo ơi, anh hai về nha. Ủa, anh hai về hả? Ừ, anh hai về. Tôi về nha. Ờ. Sao anh hai không ở lại chơi? Thôi, anh hai có việc rồi. Anh hai về trước nha. Dạ. Chào anh, tôi về. Cô này là bạn gái của cậu à? Em tên gì? Dạ. Dạ, đây là bé Thảo, hàng xóm. Qua đốt nhang cho ba em rồi phụ má em làm bếp luôn. Còn đây là anh Thạch, sếp của anh. Chào em. Dạ, em chào anh. Thảo nè. Em xuống bếp phụ má anh tiếp. Cảm ơn em. Dạ. Dạ, mời anh Thạch ngồi. Cô ta cũng xinh đẹp đó. Cảm ơn cậu. Dạ, anh Thạch tới đây có chuyện gì không? Tôi tới để thăm má cậu, sau đó sẵn tiện đốt cho bà cậu một nén nhang luôn. Dạ, má em đi chùa rồi. Dạ, em tính chút nữa sau khi đốt nhang cho ba em xong, em sẽ quay về gặp chị Linh. Chị Linh mới gọi em. Cậu không cần phải quay lại sớm như vậy đâu. Cậu cứ ở lại với má cậu đi. Nhưng có điều, đừng vô bệnh viện chơi cờ nữa nha. Cậu Long, cậu hãy nhớ đó, cậu đừng lo chuyện bao động của thiên hạ nữa. Chuyện gì không phải của mình thì mình đừng có bép xép. Dạ, em biết rồi. Em sẽ không bếp xếp với ai nữa. Nếu cậu biết thì tốt. Thôi, tôi về đây. Dạ, em chào anh. Ủa ba, sao giờ này ba chưa đi làm? Hôm nay ba ở nhà chờ con thức dậy. Để ba la con hả? Dạo gần đây ba thấy con đi chơi khuya nhiều quá. Ba không hài lòng khi con gái đi chơi 1-2 giờ đêm mới về. Con phải biết chừng mực. Có chuyện gì sao? Tại dạo này con buồn quá nên đi chơi với mấy đứa bạn. Chứ ba thấy đó, từ trước tới giờ con có đi chơi khuya đâu. Ừ, ba hiểu. Buồn đi chơi một chút thì không sao, nhưng không được quá 12 giờ đêm và không được uống rượu bia. Nghe chưa con? Là con gái con phải biết chừng mực, nhất là đối với bia rượu. Nè ba nè, lúc buồn uống bia đã lắm đó. Từ giờ con mới biết tại sao đàn ông mỗi khi buồn người ta lại rủ nhau đi uống bia uống rượu. Thì người ta nói uống rượu để giải sầu, nhưng đó là đàn ông thôi, còn đàn bà con gái thì không nên. Ừ, ba như vậy là bất bình đẳng giới đó. Trai gái phải giống nhau chứ, sao con trai lại buồn được mà con gái không buồn được? Con có biết đàn ông họ say xỉn, ói mửa tại bàn, nhìn họ khó coi chưa? Ừ. Huống chi là phụ nữ.
Hay là con muốn một ngày nào đó con gục xuống ói mửa tùm lum tùm la, rồi không biết trời trăng mây gió gì hết hả? Ừ. Ói mửa tại bàn thì ghê lắm, con không dám. Đó là con chưa nói tới chuyện khi uống say sẽ dễ bị đàn ông lợi dụng, hiểu chứ? Biết bao nhiêu chuyện báo chí đã đăng cũng bắt đầu từ bia rượu đó con. Ừ, con hiểu rồi. Từ nay á, nếu con có buồn, con cũng không dám đi uống bia uống rượu nữa. Ừ, vậy mới phải. À, con với Quang sao rồi? Chẳng sao cả. Mà sao tự nhiên ba không nói gì vậy? Chuyện đó ba không biết nên nói với con như thế nào đây. Khuyên con dừng lại thì ba hiểu, không khuyên được. Còn biểu ba giúp con thì ba không biết giúp con như thế nào cho đúng. Ba, con hỏi ba chuyện này nè. Làm thế nào để mình biết được là yêu nhiều hay yêu ít ba? Ừ? Ví dụ như là cân đo đong đếm xem là ai yêu ai nhiều, ai yêu ai ít vậy đó. Sao ba lại cười con? Ba không định cười con, nhưng sao con lại nói cân tình yêu? Ba cứ trả lời con đi. Có cách nào để mình biết là người ta yêu mình nhiều hay ít hả ba? Hả? Làm sao để biết yêu nhiều hay ít? Câu hỏi của con hóc búa đó. À, có lẽ chỉ có một cách. Ừ? Cách gì vậy ba? Sự hy sinh, tận hiến trong tình yêu. Sự hy sinh, tận hiến. Mà nó khó hiểu quá à. Ba nói dễ hiểu hơn đi. Có nghĩa là nếu muốn biết ai yêu con nhiều hay ít, con hãy nhìn vào những việc người ta đã làm vì con, hy sinh vì con, chứ không phải những gì mà anh ta nói. Con hiểu chứ? Con hiểu rồi. Hiểu rồi sao buồn vậy? Tại vì con không thấy con yêu ai hay là ai yêu con giống như lời ba nói hết. Rồi con sẽ gặp được một người yêu con như con mong muốn. Con đừng buồn, gấp gáp gì chứ. Ba cứ chọc con hoài à. Thôi con đi lên phòng nha. Ừ, con đi đi. Ba ngồi đây nha. Phải chi má nó còn sống để nó có thể tâm sự nhiều hơn. Chứ mình thì